Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho hội thánh cái chủ đề Đấng Phục Sinh vẫn đi cùng. Chúng ta cùng nói người bên cạnh đây, Đấng Phục Sinh vẫn đi cùng. Hãy nói người bên cạnh, Đấng Phục Sinh vẫn đi cùng. Bao nhiêu người tin chắc rằng Đấng Phục Sinh vẫn đi cùng mọi người trong chúng ta? Chúng ta sẽ nghe lời của Chúa ở trong sách Luca đoạn thứ 24. Cô Mỹ Hiền sẽ hướng dẫn cho anh em đọc lời của Đức Chúa Trời. Xin mời cô Hiền. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho hội thánh Sa-lô yêu dấu. Amen. Amen. Chúng ta cùng nhau mở lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong sách Luca đoạn thứ 24. Trân trọng kính mời thánh chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúng ta sẽ đọc theo, hãy đối đáp lời của Đức Chúa Trời buổi sáng ngày hôm nay ở trong sách Luca đoạn thứ 24 từ câu số 1. Luca đoạn 24 từ câu số 1. Tôi xin phép được đọc câu số 1 và kính mời thánh chúng ta đọc câu thứ 2. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm và sữa soạn đem đến mồ ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mộ, nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giê-xu. Đôi khi không nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặc áo sáng như trước hiện ra trước mặt họ. Họ đương thất kinh, úp mặt xuống đất. Thì hai người ấy nói rằng, sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, xong Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Ga-li-lê, phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng, con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giê-xu đã phán. Họ ở mồ trở về, rao truyền mọi sự ấy cho 11 sứ đồ và những người khác. Ấy là Marie-Marie, Giang-đơ và Marie-Marie của Giang-đơ, cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ. Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không. Do vậy, Phêrô đứng dậy, chạy đến hồ, cúi xuống mà giờ, chỉ thấy tài liệu ở trên đất, ông về nhà đã lường cho việc đã xảy ra. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Ê-ma-út, cách thành Giê-rusalem 60 ép-ta-đơ. Họ làm luôn về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giê-xu đến gần, đi cùng đường với họ. Nhưng mắt hai người ấy thì Ê-ma-út không nhìn thấy Ngài được. Ngài phán cùng họ rằng, các người đừng đi đường, nói gì với nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm. Một trong hai người là Luca, có phải chỉ người là khách lạ ở thành Giê-rusalem, không hay việc lạ sẽ đến tại đó cách đây nửa ngày sau? Ngài hỏi rằng, việc gì vậy? Họ trả lời rằng, ấy là việc đã xảy ra cho Giê-xu Na-sa-rét, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và dân chúng. Làm sao mà các thầy tế lễ đã cùng các quan đệ đã đồng hành để xử tử và đã nộp lên trên cây thập tự? Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu dân Israel. Dầu thế ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Có mấy người đàn bà trong phòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi thấy là lạ lắm. Khi mà sáng họ đến hồ, không thấy xác Ngài, thì về bảo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống. Có mấy người trong phòng chúng tôi cũng đi thăm mộ, thấy mọi điều y như lời họ nói, còn Ngài thì không thấy. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, hỡi kẻ dại dột, có lòng chậm tin các đấng tiên tri nói. Há chẳng phải đấng lý chỉ chứng có thể mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn Ngài bắt đầu từ Mô-xê, rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Giê-xu dường như muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ ép Ngài dừng lại và thưa rằng, xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều tối. Vậy Ngài vào ở lại cùng họ. Luôn khi Ngài ở lại cùng hai người, thì lễ thánh Chúa ta gọn vẽ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra và nhìn biết Ngài, xong Ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng, khi Ngài đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và các nghĩa kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng không nại sao. Nội giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại. Nói với họ rằng, Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Rồi hai người thuật lại sự xảy đến khi đi đường và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra thế nào. Amen. Xin kính mời thánh chúng ta đồng ngồi. Chủ đề tôi muốn chia sẻ với hội thánh là đấng phục sinh vẫn đi cùng. Như vậy bao nhiêu người trong chúng ta tại đây và tin rằng Chúa Giê-xu chúng ta là đấng sống? Chúng ta có tin rằng Chúa Giê-xu là đấng đã chết đi 3 ngày và Ngài đã sống lại trong sự vinh quang không? Và bao nhiêu người trong chúng ta tin rằng mọi nan đề chúng ta dường như là không còn lối thoát, kẻ gì đã chết rồi không còn hy vọng gì cả. Nhưng mà bởi quyền năng của Chúa, Ngài có thể khiến nan đề chúng ta sống lại trong sự vinh quang. Amen. Và bao nhiêu người trong chúng ta tin chắc rằng ở trong sách Khải Huyền, đoạn thứ 1 câu 18 và 19 chép như thế này. Để chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời. Trong sách Khải Huyền, đoạn thứ 1 và câu số 18 và 19 chép để khích lệ mỗi người trong chúng ta. Kinh Thánh chép như thế này. Là đấng sống, ta đã chết. Kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc này hiện ra, hiện có và những việc sau sẽ đến. Chúng ta cảm ơn Chúa. Đấng mà tôi và anh chị em đang thờ phượng là đấng đã chết và Ngài đã sống lại trong sự vinh quang. Nhưng mà thật ra thì phân đoạn kinh thánh là trong Luca đoạn thứ 24. Cô Hiền vừa giúp cho chúng ta đọc để thấy rằng là bây giờ khi mà Đức Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh, Chúa Giê-xu đã bị chết rồi, thì bây giờ các môn đồ đã lo lắng, bất an và sợ hãi. Ở trong Giăng thì bảo rằng các cửa của họ thì như thế nào mà chị em? Đóng chặt lại hết. Vì họ sợ ai? Họ sợ dân Giu-đa. Cái việc mà đấng mà họ đang thờ phượng, người thầy mà họ đang theo dõi, cái người thầy mà họ đang nương dựa, bỗng nhiên đã bị bắt đi, đóng đinh và chết đi. Và bây giờ thì đức tin của họ trở nên bị lung lay, và đời sống của họ bị chán váng, và các cửa của họ đều đã bị đóng lại. Nhưng mà nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ buổi sáng hôm nay, tôi công bố tất cả các cánh cửa nào có sự đen tối, cánh cửa nào có sự sợ hãi, cánh cửa nào có sự thất vọng phải được mở ra cho Thánh Phaolô buổi sáng hôm nay. Trong danh Chúa Giê-xu chúng ta biết rằng sau khi Chúa Giê-xu bị bắt thì đức tin của họ như thế nào bà chị em? Đã bị hoang mang và bị đóng lại hết. Và chúng ta biết rằng chỉ sơ sơ đất nó bị đóng băng, nó không bán được. Và một số vật liệu xây dựng không bán được bởi vì nhà cửa người ta không có mua. Và một số việc kinh doanh không nhập hàng đi được, hàng vải không bán đi nơi khác được. Thì một số cơ đốc nhân đã bị đóng chặt cánh cửa lại. Bây giờ trong đời sống của họ nhìn toàn là kinh tế khó khăn, kiểu này chắc chết quá, rồi chắc kiểu này chắc đi ăn mài quá, kiểu này chắc đổ nợ quá, một số người đó chắc trước sau cũng vô tù quá. Cứ hoang mang nó xảy ra. Và tôi nhớ cách đây khoảng 30 mấy năm về trước, ở quê của tôi, ở quê quý vị sao không biết, nhưng ở quê tôi sau năm 75 đến năm 80 mấy đó, kinh tế nó khó khăn vô cùng. Quý vị biết sau 10 năm gọi là 10 năm giải phóng á, đến nỗi mà cơm không có mà ăn, bò bò không có mà ăn nữa. Ở quê tôi gọi là củ xén không có mà ăn á, củ xén không có mà ăn á quý vị. Nó đúa gớm lắm, khổ đến mức độ mà te tua. Thì cuối cùng một số người nói là kiểu này chắc chết quá rồi, chắc chết quá rồi. Và quả thật như vậy, những cô, các bạn tập trung nha, những cái người nào mà cứ nghĩ là chết đó, thì cái nạn đói chưa tới á, thì cái sự khủng hoảng của họ đã làm cho họ chết trước. Còn những người có đức tin đó là sau khi màn đêm tăm tối thì ánh bình minh sẽ bừng lên hướng đầu. Sau cơn mưa trời lại sáng. Amen. Sau nan đề thì chúng ta sẽ kinh nghiệm một phước hạnh lớn lao hơn nữa. Amen. Và những người có đức tin, những người đó sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa. Amen. Một sư cảm ơn con, một sư cảm ơn con đã ủng hộ một sư. Hallelujah. Cảm ơn con đã ủng hộ một sư, cảm ơn Chúa. Nó vỗ tay nhiệt tình nhất và nó phấn khởi nhiều nhất, nó chăm chú nhiều nhất. Hãy học đức tin như những con trẻ này. Amen. Một sư tin chắc là ánh sáng của Chúa sẽ chiếu rọi trên con. Hallelujah. Và quý vị biết sao không? Những người có tính cái năng đề của họ đã bị tiêu diệt bởi họ. Chúng ta sẽ thấy rằng 10 thám tử kia trở về và nối với đoàn dân như thế nào? Người của họ thì to lớn, khủng hoảng lắm. Còn chúng ta giống như là con cào cào, ha, nói tiếng miền Trung giống như con cồ cồ vậy. Nó không đối diện với là thế là cào cào đã lại xe được. Thì tôi hỏi bà chị em rằng á, thì cuối cùng bên những người bên xứ bên kia có đánh họ chưa? Có rút gươm đâm vào đứa họ chưa? Nhưng mà đem đó họ như thế nào? Đã bị chết. Chúng ta thấy không? Đã bị chết. Họ chết đây không phải là do quân thù, nhưng mà tại vì tâm trí và đức tin của họ đã bị lung lay. Và cuối cùng cái nan đề của họ đã hủy diệt họ. Và cuối cùng cái đức tin của họ lung lay, họ đã bị thất vọng. Cho nên tôi nhớ là cái câu chuyện cô Chi kể. Cô Chi ơi, hello cô Chi. Cô Chi. Cô Chi kể là cái cô nhà trọ kia thì có một ông chủ hay bà chủ gì đây? Ông chủ. Khi ông có nhiều phòng trọ ông cho thuê, thì bỗng nhiên thì nghe Covid tới, thì Covid chưa đụng tới phòng trọ của ông, nhưng mà ông sợ là mai mốt lỡ Covid nó tới đây là người ta dọn nhà hết rồi, ai thuê nhà tôi nữa. Ông đi vô rồi ông đi ra rồi ông lo ông lắng, ông mất ngủ. 4 giờ sáng đột quỵ chết mất tiền. Covid cái đụng tới ông chưa? Nhưng mà cái gì đã làm cho ông chết? Tâm trí, cái sự vô tính, lo sợ, sợ hãi, tất cả những cái sự khủng hoảng, chính cái bất an đó đã tiêu diệt đời sống ông đó, mặc dầu Covid chưa đến. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, những người đang có mặt tại đây là những người không nhìn vào con Covid khổng lồ, nhưng mà nhìn vào đấng Christ là đấng hàng xóm. Cho nên quý vị muốn có mặt của sáng hôm nay, chúng ta có thể mạnh dạn nói như David rằng tôi sẽ không chết đâu, mà tôi sẽ sống để thuộc lại công việc của Đức Giê-hô-va. Chúng ta nói người bên cạnh, tôi sẽ không chết đâu, tôi sẽ sống, tôi sẽ thuộc lại công việc của Đức Giê-hô-va, tôi sẽ thuộc lại công việc của Đức Giê-hô-va. Quý vị biết sao không? Những ngày mà Covid nó đang tấn công ở tại Sài Gòn á, trong gia đình chúng tôi là sao? Toàn Thắng là người hướng dẫn chương trình, Bé Tâm là người đánh đờ, cô Hiền là người đọc Kinh Thánh, tôi là người giảng. Hallelujah. Bé Hằng là chiếu bài hát. Hallelujah. Tôi không biết bao giờ mới có được cái ngày giống vậy. Buổi sáng này nhìn đâu vậy? Mới cảm ơn Chúa. Mình nghĩ là sẽ không thể nào, nhưng mà mình nói với người bên cạnh là đối với Chúa mọi chuyện có thể được. Hãy nói với người bên cạnh, đối với Chúa mọi chuyện có thể được, đối với Chúa mọi chuyện có thể được. Bao nhiêu người tin chắc rằng phía đằng sau của mồ mả sẽ là sự phục sinh. Và câu chuyện được kể rằng bây giờ thì họ không còn tập trung vào những lời hứa của Chúa, mà bây giờ chúng ta sẽ tôi đọc cho quý vị nghe ở trong Luca đoạn 24 trở lại câu 1. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, giống như cô Cúc sáng nay 4 giờ sáng nay thờ của Chúa rồi nha. Các người đàn bà lấy thuốc thơm và sửa soạn đêm đến mồ ngày. Họ thấy hồn đã lăn ra khỏi mồ, nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giêsu. Đương khi không biết làm sao xảy ra, có hai người nam mặc áo sáng như chớp hiện ra trước mặt họ. họ dường như thất kinh, kinh khiếp á, ấp mặt xuống đất. Thì hai người đã nói rằng, sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Trong khi đó lại ta Chúa đã nói rằng Ngài sẽ bị đóng đinh, Ngài phải bị chết và Ngài sống lại trong ngày thứ ba. Amen. Chúa có nói trước chưa bà chị em? Đó. Họ có nghe chưa bà chị em? Nhưng mà họ có tin không? Đó. Buổi sáng này Chúa muốn nói họ thánh Salom vậy nè: các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, Amen. Nhưng các con hãy vững lòng bền chí vì ta đã thắng thế gian rồi. Amen. Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe câu nói này chưa? Chúa nói rằng phàm ai sống nhân đức trong Chúa Giêsu Christ thì phải chịu bắt bớ. Nghe chưa? Yeah. Chúa nói như thế này với thánh Sa-lô: đừng sợ vì ta ở cùng ngươi, đừng sợ vì ta ở cùng các ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ bổ sức cho ngươi, lấy tay hữu công bình mà nâng đỡ ngươi. Chúa nói rồi nha. Và chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa mà không vô giống như những môn đồ ngày xưa. Amen. Hãy nói người bên cạnh: nghe lời Chúa thì tin lời Chúa, đừng vô tín. Nghe lời Chúa, tin lời Chúa, đừng vô tín. Chúa nói như vậy rồi mà họ không chịu tin. Tại vì họ không tin cho nên họ bị bối rối. Tại vì họ không tin cho nên cửa họ mới đóng lại. Tại vì họ không tin cho nên họ mới sợ hãi. Tại vì họ không tin cho nên họ mới bối rối. Tại vì họ không tin cho nên họ mới bất an. Tại vì họ không tin cho nên họ mới giận là thánh Sa-lô họ đi nhốt. Đúng không anh chị em? Chứ nếu mà họ tin lời Chúa rồi á thì đậu bỏ nhốt, đúng không? Đã sáng nay họ đã có mặt rồi. Thì Chúa nói là các ngươi mà bị người ta hiểu lầm á, phước cho người nào là bị bắt bớ vì có danh ta, phước cho người nào bị vu khống á, bị oan á, thì phần thưởng các ngươi ở trên trời là. Nếu mà họ tin vào đó thì họ có, đúng không? Họ tin vào đó thì họ có bỏ vào thánh Sa-lô không? Không. Tại nhưng mà tại vì họ bỏ thánh Sa-lô, tại vì họ không tin vào lời Chúa. Nói người bên cạnh: hãy tin vào lời Chúa, hãy tin vào lời Chúa. Amen. Amen. Amen không? Amen không? Cảm ơn Chúa. Thầy bây giờ là Chúa nói là sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đến đâu, xong Ngài đã sống lại rồi. Hãy nhớ khi Ngài ở xứ Ga-li-lê phán cùng các ngươi thế nào. Ngài phán rằng con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cái thập tự và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giê-xu đã phán. Họ trở về rao truyền một việc ấy cho 11 sứ đồ cùng những người khác. Đây là Marie Magdalene, đây là những người mà đang đi đến mộ. Họ đã kinh nghiệm cái sự phục sinh quyền năng từ nơi Chúa. Nhưng mà nan đề tại đây là có hai môn đồ kia. Một số người á, sợ hãi thì ở trong phòng đóng kín cửa thì cũng đã đành. Còn hai người này á, đức tin ngon lành hơn một chút, làm gì anh chị em? Đi về quê. Người ta rào cứ ngắt vậy mà cũng cứ về. Bỏ hết đồ đạc chi đó là bao nhiêu công việc bỏ hết, về quê. Thì về quê tưởng khá hơn, về quê cũng không có việc làm luôn, cuối cùng lên lại. Sau Covid á, nhiều người ùn kéo nhau về quê, đã tưởng khá hơn, cũng khá gì đâu. Những người nào đã từng lên Sài Gòn làm ăn, làm lương tháng 10 triệu, 15 triệu rồi mà tôi nói anh về quê rồi á, để kiếm 10 triệu khó lắm anh chị. 5 triệu kiếm loa nữa mà thiệt á, khó khăn lắm, không phải đơn giản đâu. Nhưng mà rồi như thế nào, hai người kia trở về quê mà vừa đi vừa cãi lộn, vừa đi vừa buồn bực, vừa đi vừa cãi lý cãi lẽ với nhau. Cứ dùng lý trí, cứ dùng cái suy nghĩ và cứ nhìn nan đề, cứ nói về nan đề. Nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài xuất hiện kế một bên, đấng phục sinh vẫn đi cùng. Amen. Dù đức tin của họ bị lung lay, dù đời sống của họ có mệt mỏi, dù họ có sai chặt đi nữa, đấng phục sinh đó vẫn đi cùng. Amen. Lời này muốn nhắn nhủ cho một người nào đó đang nghe nghe hôm nay. Nếu quý vị bị lung lay trong đức tin bởi vì Covid, quý vị đang gặp khủng hoảng về những sự khó khăn về kinh tế. Có nhiều người ngồi hôm nay họ nói chuyện với tôi, câu trước câu sau là nó bây giờ khó khăn lắm mục sư ơi, bây giờ làm ăn không được đâu mục sư ơi, bây giờ thế này, họ nói toàn năng đề. Nhưng mà trong khi đó Kinh Thánh đã nói trước rồi, hãy biết rằng trong những ngày sau đó, đúng không anh chị em, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Người ta sẽ tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, nói xấu, nghịch cha mẹ, thù thầy, phản bạn, hai phu phu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành. Đủ thứ chuyện Chúa đã nói trước rồi mà. Phần của các ngươi là sao? Hãy đứng vững. Phần của các ngươi hãy chuẩn bị cho sẵn. Phần các ngươi là hãy trang điểm chuẩn bị như một nàng dâu để chàng rể đến rước chúng ta về nơi nhà của Ngài. Không phải là để lo lắng, không phải là để cãi lẽ, không phải là để than phiền, nhưng mà phần của tôi và anh chị em là hãy chuẩn bị cho sẵn sàng. Hãy dồn người bên cạnh nó, hãy chuẩn bị cho sẵn sàng, hãy chuẩn bị cho sẵn sàng. Chúng ta biết rằng đó là cô dâu mà chuẩn bị cho chàng rể rước thì như thế nào quý vị? Tôi nhớ tới cái ngày mà đám cưới của bác Phú, bác Trang, quá đã luôn, đã rồi chưa? Quá đã luôn. Tôi còn nhớ, tôi là em, nhưng mà rồi lúc đó tôi mời một sư phụ, một sư Hòa rồi làm công việc cho đám cưới của bác Phú, bác Trang. Tôi nhớ là bác Trang bình thường là cũng bán hủ tiếu, cắt trên này, chặt trên này, cắt nè. Nhưng mà sáng rồi nó bác Trang là dậy sớm rồi, người ta là chuẩn bị sữa sọt. Tôi thấy bác Phú lên đẹp gái xinh xắn. Cái rồi là mẹ tôi bắt cười rồi, có thêm con dâu nữa, mừng quá ha, mừng. Tại vì sao? Bắt đầu như thế nào? Cô dâu là chuẩn bị đẹp hơn ngày thường. Amen. Từ đó ông Phước có ra đời đẹp trai không? Phước Nguyên lanh lẹ, hoạt bát như vậy. Cho nên mình thấy là cảm ơn Chúa. Điều tôi đang nói là mỗi người trong chúng ta là nàng dâu mà Chúa Giê-xu Christ là chàng rể. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, chứ không phải ngồi đây để lầm bầm, oán trách và lo lắng. Thấy nan đề xảy ra chừng nào, thấy những chuyện chiến tranh ở Ukraine với Nga, nó bắn nhau đó rồi, bây giờ nó hù, nó chơi vũ khí hạt nhân gì đó, rồi giữa ông Bắc Hàn với Nam Hàn, mấy ngày hôm nay nó nóng kinh khủng luôn, nóng mức độ mà ông Bắc Hàn rồi bấm vũ khí hạt nhân, rồi ông Mỹ ông ủng hộ ông Nam Hàn, tùm lum tà la hết. Tôi nói anh chị em là thế giới này quý vị tưởng hòa bình, thế giới này quý vị tưởng ở bình an, không có đâu. Tôi xin thưa, không có đâu. Quý vị tưởng là mai mốt quý vị sẽ sung sướng hơn, giàu sang hơn, quý vị sẽ ngồi mát ăn bát vàng, quý vị đi máy bay ra Vịnh Hạ Long thăm vòng vòng, không có đâu đó, cái bài nào không hay lắm. Nó đủ thứ chuyện hết. Cho nên tôi khích lệ quý vị rằng hãy nhờ ơn Chúa mà tỉnh thức và sẵn sàng trong những ngày sau đó này. Đang khi người ta muốn hòa bình và yên ổn thì tai họa thình lình ập xuống. Nhưng mà vấn đề tại đây là bây giờ họ đi về dọc đường, họ cãi lại nhau, họ đấu khẩu với nhau, họ lầm bầm, mà đấng phục sinh vẫn đi cùng. Ngài đi cùng đến khi nào? Ngài đi cùng khi chúng ta ngã lòng. Có người nào trong chúng ta đã từng kinh nghiệm khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, ngã lòng, hoàn cảnh không ủng hộ chúng ta, người thân không hiểu mình, hậu thánh không có thông cảm cho mình, nhiều lúc mình thấy vô cùng ngã lòng. Nhưng lúc đó chúng ta nghe tiếng êm dịu của Chúa Giêsu, ta vẫn cùng con, ta không bao giờ lìa con, ta không bao giờ bỏ con. Tôi nhớ về câu chuyện của ông Ê-li. Ông bị ông vua Ahab rồi bà Jezebel tấn công, ông sợ chết quá, ông chạy, ông trốn vào coi giếng giêng. Quý vị biết tâm trạng của một người nản lòng rồi đó, đã bỏ chạy rồi đó, mà đi vào để mà nằm dưới gốc cây á, buồn lắm anh chị, thất vọng lắm. Vì tôi cũng có chút kinh nghiệm này. Thì tới dịp Tết á, thì ba tôi phải cho tôi ít chừng 5.000 để tôi đi quýnh bài. Mà năm đó sau ba tôi nghĩ sao ba tao cho tôi có 2.000, tôi không chịu, tôi khóc. Tôi khóc cái là mùng 1 Tết, nhưng mà tôi ra ngồi bờ tre á, ra tiết ngồi bờ tre, ngồi tủ chu á, tôi đòi chết. Tôi đòi chết đây. Tôi ngồi dưới cái góc tre, tôi buồn thê thảm lắm mà không có biết, thất vọng vô cùng. Cái tôi đòi nhảy xuống sông, tôi chết. Nhưng mà mỗi tội tôi biết bơi cho nên tôi nhảy được. Xong rồi nó cạn, tôi tắm đã tôi về. Có những cái mà ngồi dưới gốc cây nó buồn lắm. Mà ông Ê-li ông nằm trong tình trạng là ông thất vọng vô cùng. Ông buồn và ông không còn cái tư tưởng gì. Ông buồn, ông chán. Ông thấy như là một cái sự không hiểu, rồi cái sự tấn công của Jezebel làm cho ông thất vọng vô cùng. Nhưng mà trong lúc ông ngã lòng, trong lúc ông thất vọng, lúc ông không còn lối thoát như vậy, Chúa đến, Chúa nói là: hỡi Ê-li, ngươi ở đây làm chi? Hỡi Ê-li, ngươi làm chi ở đây? Chúa hỏi tới hai lần như vậy. Nhiều lúc anh chị em và tôi cũng gặp những cái nan đề, khó khăn, thử thách trên cuộc đời này. Anh chị em đang đối diện với kinh tế, không làm thế nào có tiền để trả tiền nhà. Anh chị em đối diện với tiền con, tiền học. Anh chị em đối diện với những người chồng không được vui cho lắm. Anh chị em đang đối diện với những cái hoàn cảnh te tua làm cho anh chị em ngã lòng. Nhưng nên nhớ, lúc đó đấng phục sinh vẫn đi cùng anh chị em. Cho dù không ai hiểu anh chị em, nhưng mà Chúa luôn luôn thấu hiểu Ê-li, Chúa luôn luôn thấu hiểu Phaolô, Chúa luôn luôn thấu hiểu cả Phêrô, và Chúa đó đang thấu hiểu tôi và anh chị em là những người đang có mặt. Ngài không bao giờ để chúng ta bị cô đơn, Ngài vẫn đi cùng với mỗi người trong chúng ta. Ngài ở cùng khi nào? Ngài vẫn đi cùng khi chúng ta yếu đuối nữa. Có bao nhiêu người đây kinh nghiệm rằng có những lúc chúng ta yếu đuối vô cùng. Mình cảm thấy: ồ, tại sao mình phải làm việc này? Tại sao mình phải nói lời kia? Tại sao mình phải hành động như vậy? Nhưng mà trong lúc đó, nếu mà Chúa là một cái người, như một số người nghĩ như Ngài trầy tru, trừ hành, trừ phạt, như là lúc đó Ngài cầm cái búa tạ gì á, mà lúc đó là mình sai một cái, Ngài đẳng một cái á, tôi nghĩ đầu chúng ta bị mốt hết rồi, không có người nào còn sống hôm nay. Nhưng mà trong lúc đó, Ngài vẫn dùng tình yêu của Ngài để Ngài cứu chúng ta. Ngài bảo là: ta đã dùng giai nhân tình và sức yêu thương để kéo các ngươi lại với ta. Vì cái tình yêu đó mà tôi và anh chị em vẫn còn có mặt được ngày hôm nay. Tôi và anh chị em vẫn còn hầu vì Chúa được. Không phải là tôi và anh chị em giỏi đâu, nhưng mà đó là tình yêu của Ngài dành cho tôi và anh chị em. Ngài vẫn đi cùng anh chị em ơi. Ngài không bao giờ để chúng ta bị cô đơn. Ta ở cùng con đi đâu ta sẽ gìn giữ đó, ta sẽ đưa con về, và ta sẽ làm thành cái điều mà ta đã hứa cùng con. Cho nên đấng phục sinh là đấng đang sống. Ngài không những sống lại cách đây hơn 2.000 năm về trước, nhưng Ngài vẫn đang sống lại trên mỗi người trong chúng ta. Mỗi khi chúng ta gặp phải bất cứ nan đề nào, Ngài vẫn ở cùng. Đấng phục sinh ở cùng khi nào? Ngài ở cùng với những con người tìm kiếm mặt Ngài. Marie Magdalene và các Marie khác đi tìm kiếm mặt Chúa, đúng không? Đi tìm xác Chúa. Họ mặc dù họ cứ tìm Chúa Giêsu chỗ chết đó, họ đi tìm cái chỗ mà chết chóc đó, nhưng mà đấng phục sinh đã sống lại rồi. Nhưng Ngài hiện ra, Ngài nói rằng: sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Có nghĩa là đấng phục sinh đó ở cùng lúc chúng ta tìm kiếm mặt Ngài. Lúc chúng ta tìm kiếm Chúa, đấng phục sinh sẽ nhận lời cầu nguyện của tôi và anh chị em. Tôi nói với anh chị em một lần nữa, mỗi lần mà khi mà nhóm lại như thế này, đông người như vậy, thì tôi là ước mơ làm sao mà có được cái nơi nhóm lại thờ phượng Chúa một cách rộng rãi hơn. Và rồi tôi cầu nguyện với Chúa. Tôi thường cầu nguyện Chúa vào buổi sáng sớm. Tôi đi, tôi nói chuyện với Chúa. Có sao tôi nói chuyện với Chúa như là một người cha với người con. Và quả thật như vậy, những gì tôi tâm tình với Ngài, tôi không có văn hoa, tôi nói chuyện như người cha con rất là bình thường. Những gì tôi tâm tình với Ngài, tôi nghiệm lại, tôi thấy rằng dường như là tất cả những lời cầu nguyện tôi, Chúa đều nhận lời cả. Tôi nói anh chị một cái chuyện gần nhất đây á, khi có nhà thờ rồi không, giữa mùa dịch ai cũng khó khăn, kinh khiếp như vậy, mà Chúa cho chúng ta xây đường sông nhà thờ như vậy, đó là bởi quyền năng của Chúa nha anh chị em. Không phải là bởi sức của Chúa tôi và anh chị em đâu, không phải sự tài giỏi đâu, nhưng bởi là quyền năng của Chúa. Rồi gì nữa, hôm mùng một Tết nhóm lại, nóng quá, có hai cái máy lạnh, nóng quá chừng nóng, không thể nào thở nổi, mà đông người. Sáng mùng một vừa rồi nó ngột. Thì tôi cầu nguyện Chúa, nói Chúa ơi, Chúa làm phép lạ làm sao mà con có thêm 2 cái máy nữa để con gắn lại, để chiều ngày 9 tháng 4 này chúng con có thể có một buổi Giáng sinh nó thật là mát mẻ vui vẻ. Nhưng mà rồi anh chị em sẽ thấy rằng phục sinh Chúa chúng ta là đấng thành tín. Amen anh chị em. Chúa chúng ta là đấng thành tín. Mặc dù bây giờ chúng ta vẫn còn thiếu 2 cái, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta đã thấy được rằng đó là từng lời cầu nguyện của tôi và anh chị em Chúa đã nhận lời. Amen. Amen. Và hôm qua tôi đã cầu nguyện với Chúa thêm một điều, đó là xin Chúa cho về dàn âm thanh. Dàn âm thanh. Chúng ta cầu nguyện công bố rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ chúng ta có một dàn âm thanh tốt để tại nơi đó. Amen. Không cần phải trở lên trở xuống như thế này vất vả nữa. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài sẽ chu cấp trong thời điểm của Ngài. Đấng phục sinh lớn nghe lời cầu nguyện chúng ta. Chúng ta hãy nói người bên cạnh là đấng phục sinh đang lắng nghe lời cầu nguyện của bạn. Amen. Đấng phục sinh. Hallelujah. Đấng phục sinh ở với chúng ta khi nào? Đấng phục sinh ở với chúng ta, Ngài đi cùng khi nào nữa? Lúc chúng ta cãi lộn. Có phải 2 môn đồ đang cãi lộn không? Mà lúc chúng ta cãi lộn Chúa bỏ luôn, đúng không? Đang cãi lộn, đang kiện lý, đang cãi lẽ, đang vụ bạo hoạn. Nhưng mà nên nhớ rằng lúc đó Chúa vẫn đi cùng. Ngài đi cùng không phải là để Ngài tra xét, Ngài tấn công, để Ngài bắt tội, nhưng Ngài đi cùng để Ngài dẫn họ vào trong đức tin trở lại. Amen. Đúng không anh chị em? Ngài đi cùng để Ngài bày tỏ những lời hứa của Ngài, nhắc lại cho người ta nhớ lại những cái lời của Ngài đã từng dạy dỗ. Amen. Ngài đi cùng để làm gì? Để Ngài mở mắt cho họ, vì cặp mắt thuộc thể của họ mở to quá, mà cặp mắt thuộc linh của họ đóng lại hết. Ngài bẻ bánh ra để cho họ thấy được quyền năng của Chúa là đấng phục sinh. Amen. Ngài đi cùng, thậm chí lúc cãi lộn Ngài cũng đi cùng. Có nghĩa là gì? Để nhắn nhủ mọi người trong chúng ta là con cái của Chúa đừng ham mến sự cãi lộn. Ta muốn như người đàn ông phải đưa tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và đừng cãi cọ. Là những người tin Chúa thật, chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa mà không có cãi lộn với nhau. Amen anh chị em. Nhưng mà lúc chúng ta mà cãi lộn như vậy, Chúa vẫn đi cùng. Chúa đi cùng để làm gì? Để Chúa nhắc nhở, để Chúa cảnh báo. Và nếu mà không cẩn thận thì sao? Chúa sẽ cho rồi để đưa chúng ta trở lại trong con đường tin kính Ngài. Ngài đi cùng khi nào nữa? Để Ngài đi cùng khi lúc chúng ta mệt mỏi. Có bao nhiêu người cảm thấy mệt mỏi, nặng lòng không muốn đi xa hơn, không muốn đi nữa. Sáng nào cũng đi vô nhà thờ mệt quá, mệt mỏi quá, mệt mỏi họ dừng lại. Nhưng mà Chúa Giêsu thì sao? Muốn họ đi xa hơn, xa hơn. Chúa luôn luôn muốn tôi và anh chị em càng tiến hơn trong công việc của Ngài, càng tiến hơn trong tình yêu của Chúa, càng tiến hơn trong cái công tác mà Ngài giao. Chúa không muốn chúng ta dậm chân một chỗ. Cho nên nó làm hôm vừa rồi thì có một buổi cầu nguyện, thì có một người kia nói với cô Hiền là gì? Ngày xưa tôi đi thăm viếng quá chừng luôn, tôi cầu nguyện quá chừng luôn, và tôi là đuối quỷ, là ngày xưa, còn bây giờ thì không còn gì hết, cứ kể ngày xưa không à. Cứ vừa kể vừa xong, tới ông mục sư ông lên ông giảng, mà ông nói ông không biết tiếng Việt đâu, ông giảng bằng tiếng Anh mà có mục sư khác không dịch. Ông nói là nhiều người cứ kể chuyện ngày xưa, nhiều người cứ khoe thế này thế nọ thế kia, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài muốn mọi người chúng ta là hiện tại, và Chúa muốn chúng ta càng ngày phải càng tấn hơn trong ân điển của Ngài, càng ngày phải càng tấn tới trong ân điển của Ngài. Đừng dậm chân một chỗ, nhưng mà hãy nhờ ơn Chúa mà tiến hơn trong công việc của Ngài nữa anh chị. Cho nên Ngài vẫn đi cùng để Ngài nhắn nhủ chúng ta là gì? Con ơi đừng dừng lại. Nếu người nào đang có mặt tại đây mà đời sống quý vị muốn dừng lại, muốn không đi theo Chúa nữa, muốn không có còn đi nhà thờ nữa, Thì tôi khuyên anh chị em rằng những người bỏ nhà thờ, những người bỏ nhóm, mà nếu mà những người càng bỏ Chúa thì tệ hơn chứ không bao giờ tốt hơn. Tôi xin nhắc lại, những người bỏ Chúa tệ hơn chứ không bao giờ tốt hơn. Bao nhiêu người tin vào điều đó? Bỏ Chúa thì tệ hơn chứ không bao giờ tốt hơn. Tôi không những nó là tệ về đời này mà còn tệ về đời sau, không làm gương tốt cho con cái, và sẽ có những cái chuyện mà rất là kinh khủng. Hôm qua thì có một người nhờ tôi để mà cầu nguyện, thì người nó nói như thế này nè: ngày xưa có ông chồng cũng biết Chúa, và sau một thời gian thì ông chồng cứ nói là bà vợ cứ đi nhà thờ hoài, ông chồng nguội lạnh và ông chồng không còn đi với Chúa nữa. Sau khi không còn đi với Chúa như thế nào, bắt đầu ông đi ra thế gian ông chơi, bắt đầu uống bia là chuyện bình thường, uống xả láng hết. Rồi từ uống bia xỉn là bạn bè bắt đầu dẫn đi vấn đề mà là đi tăng 3, tăng 4 cho tôi không rảnh vụ này, nhưng nghe nói vậy thì tôi chưa nào đi không biết à. Rồi là đi, rồi cuối cùng là hư hỏng, rồi cuối cùng về coi những cái phim mà không nên coi, và người vợ khủng hoảng, rồi cuối cùng gia đình tan nát đau khổ như vậy. Thì ông đi theo thêm một cô khác, thì gia đình tan nát đổ vỡ. Thì con của ông với bà này có 2 người con, và đứa con nó nhìn ba của mình đó không dữ quá, đánh đập mẹ, rồi chửi bố, rồi gian ác. Nó sợ quá, nó không dám lấy chồng, nó không dám lấy chồng. Thì nó là một con gái đầy xinh xắn như vậy, cái nó đổi model, nó tóc ngắn lên, cái mặc áo jean, có nó đi giày bata, có nó xăm con người, nó xăm. Rồi bắt đầu nó đi kiếm bạn gái, nó ở chung với một đứa bạn gái. Tại vì sao? Nó không dám lấy một người đàn ông, nó sợ sau này nó bị giống như là mẹ nó bị ba nó đối xử như vậy, hư một đời con gái. Anh chị em thấy không? Rồi 2 vợ chồng ông đi, rồi ông sa ngã, rồi ông trở về, rồi làm đủ thứ hết. Và còn đứa con trai, chị nó là ngày xưa con trai này nó mạnh mẽ, nó men lắm, nó ngon lành lắm, nhưng bây giờ thấy hoàn cảnh như vậy nó đổi model luôn, nó đổi model luôn, nó hư đi một thế hệ. Từ con trai bắt đầu nó đổi thành như một đứa con gái, con gái đổi thành con trai, con trai đã được con gái. Đây là cái linh cướp giết quỷ diệt cũng đang tấn công vào gia đình. Bắt nguồn từ khi nào? Từ người chồng không tính Chúa, từ người chồng bỏ nhóm, từ người chồng bắt đầu bia bột, từ người chồng gái gú, từ người chồng phản bội, rồi bia vô để đánh vợ một cách vô tội vạ, đủ thứ chuyện. Sinh ra những đứa con nó bị hư hỏng cuộc đời này. Nếu những người đã nghe lời của Chúa hôm nay mà chúng ta hiểu được điều này, tôi nói với anh chị em là nói như Phaolô đó là: tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Chúa sống ở trong tôi. Bây giờ chúng ta không sống vì chính chúng ta nữa, nhưng hãy sống vì Đấng đã chết vì tội cho chúng ta. Và chúng ta không phải sống chỉ vì cho Đấng đó nữa, mà chúng ta sống cho những tha nhân, những người thân trong gia đình của chúng ta. Cho nên tôi khích lệ quý vị là Chúa đã sống lại để cầm chìa khóa của sự chết, giúp đỡ cho tôi và anh chị em đắc thắng sự chết, đắc thắng tội lỗi và sống làm sáng danh Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta không có hy sinh đó, thì chúng ta sẽ là những con người gây vấp phạm cho bao nhiêu con người khác và làm tổn thương cho bao người khác. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tình yêu của Chúa Giêsu thật là lớn lao. Sau khi họ cãi vã như vậy á, thì họ thì muốn dừng lại, Chúa Giêsu muốn đi xa hơn, nhưng mà họ không đi xa hơn. Thì Chúa Giêsu bắt đầu vào và Chúa Giêsu đem bánh ra. Quý vị thấy tình yêu của Chúa lớn lao không? Họ nghi ngờ Chúa, họ không nghe lời Chúa, họ cãi vã nhau, họ đang bị đói, cứ lo cãi lộn xong rồi sao cái bánh ăn được. Nhưng mà Chúa Giêsu như thế nào? Đã đem bánh ra, bẻ ra trước mặt của họ cho họ ăn. Thì lúc mà Chúa Giêsu bẻ bánh ra thì sao? Mắt của họ bèn mở ra, họ nhận biết Giêsu là Đấng sống. Sau đó làm gì nữa? Họ cứ còn về quê nữa không? Họ làm gì? Họ đi ngược trở lại đền thờ Giê-ru-sa-lem để nói cho những người khác rằng Chúa Giêsu là Đấng đã sống lại. Buổi sáng hôm nay có thể Chúa Giêsu đó cũng đang hiện diện tại đây, và Chúa Giêsu muốn mở mắt một số người nào đó đừng có đi xa quá của tội lỗi, đừng có đi xa cái tình yêu của Ngài. Tôi cầu nguyện các cặp mắt thuộc linh quý vị và tôi mở ra để quay lại tình yêu với Chúa, và chúng ta sẽ quay lại nói với mọi người rằng Ngài là đấng vẫn sống và đấng cầm chìa khóa cái sự chết và âm phủ, và đấng giải quyết mọi vấn đề cho tôi và anh chị. Ngài đấng phục sinh, Ngài vẫn đi cùng. Ngài đi cùng tôi và anh chị mọi lúc và mọi nơi. Dù chúng ta có lên trên trời thì Chúa cũng ở đó. Nếu mà chúng ta có bay qua biển á, thì tại đó tay của Chúa cũng nắm giữ chúng ta. Nếu chúng ta có xuống âm phủ thì tại đó Chúa vẫn ở cùng chúng ta. Chúa ở cùng với chúng ta mọi lúc và mọi nơi anh chị em. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta là tình yêu đời đời. Từ một lần nữa tôi nói với những người đã nghe hôm nay là không có ai yêu chúng ta bằng Chúa yêu chúng ta. Và chẳng có con người nào mà hy sinh chúng ta giống như Chúa đã từng hy sinh cho tôi và anh chị em. Và tôi nói anh chị em rằng Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu mặc dầu, Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu vô điều kiện. Ngài đã trả giá tất cả vì tôi và anh chị em rồi, còn gì mà tôi và anh chị em tính toán với Ngài. Tại sao ngày hôm nay chúng ta làm được cho Chúa một chút chúng ta tính toán, hay là chúng ta dâng cho Chúa một chút chúng ta lại tính toán? Trong đó có bản thân của tôi và anh chị em. Xác thật chúng ta có nhiều điều tính toán lắm, nhưng hãy học nơi tình yêu của Chúa là Ngài đến để Ngài ban cho. Amen. Ngài đến để Ngài hy sinh. Amen. Mà Ngài đến để Ngài phục vụ. Nếu chúng ta phục vụ chút xíu mà chúng ta làm bầm thì hãy quay lại đi, hãy quay lại với tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta phục vụ một chút xíu mà chúng ta tính toán, chúng ta kể lễ, chúng ta đòi công đòi giá là chúng ta hãy trở lại. Chúa muốn chúng ta trở lại. Đừng có đi ra khỏi thành, đừng có đi về quê, đừng có cãi lẫy, đừng có lầm bầm, đừng có quạo. Rồi Chúa hỏi nạt cả Chúa luôn, la của Chúa luôn, rồi đủ thứ. Nhưng mà Ngài kiên nhẫn, Ngài đi cùng, Ngài lắng nghe, Ngài kiên nhẫn, để rồi Ngài từ từ, Ngài bẻ bánh với họ, Ngài ăn với họ, để mắt họ mở ra, để họ thấy được sự vinh hiển của Chúa. Amen. Sau đó họ quay trở lại. Amen. Chúa vẫn còn kiên nhẫn một số người đang có mặt tại đây. Amen. Tôi biết nếu không cẩn thận thì quý vị đã đi xa lắm rồi, đã đi về xa lắm rồi. Nhưng Ngài kiên nhẫn để Ngài mở mắt cho tôi và anh chị em thấy được tình yêu của Chúa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ở trong nhà của Ngài. Để nhắn nhủ chúng ta buổi sáng nay là đấng phục sinh vẫn đi cùng để an ủi, nâng đỡ và giúp cho chúng ta vượt qua những sự nghi ngờ, vượt qua những cái sự nản lòng, vượt qua tất cả sự mệt mỏi để đưa chúng ta trở về con đường đời đời của Chúa. Cho nên anh chị em ơi, Phaolô nói như thế này. Tôi đọc cho anh chị em nghe một vài câu Kinh Thánh trước khi chúng ta lại chấm dứt. Tôi đọc cho anh chị em nghe trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 15. Tôi đọc cho anh chị em từ câu số 55 trở đi. Anh chị em nghe tôi đọc là: hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Cái gì là kinh khủng nhất? Cái sự chết là kinh khủng nhất. Nhưng mà Chúa chúng ta là đã thắng được sự chết, và Chúa đã bẻ tất cả sự chết. Thì ở trong Chúa, tôi và anh chị em sẽ kinh nghiệm sự sống động ở trong Ngài. Sau đó Phaolô mới kêu gọi mọi người trong chúng ta là hãy vững vàng và chớ có rung động. Hãy làm công việc của Chúa, hãy hầu về Chúa, hãy dâng hiến, hãy đóng góp, hãy múa, hãy hát, hãy ca, hãy hướng dẫn, hãy thăm viếng, hãy đi truyền giáo, hãy làm tất cả mọi sự càng dư dật, càng thêm hơn nữa, Vì sao? Vì biết rằng công khó của anh chị em trong Chúa không bao giờ vô ích đâu. Chúa phán: này, ta sẽ đến mau chóng, đem phần thưởng theo với ta, ta sẽ trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện ngay trong giờ này. Chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài đã phục sinh, Ngài vẫn sống, Ngài vẫn đi cùng mọi người trong chúng ta. Hallelujah. Ô, cô Hiền hướng dẫn anh em cầu nguyện trong giờ này. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.